Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan cái vườn của mẹ mình. Và đây là cây bông giấy ngũ sắc của mẹ mình nha các bạn. Cây bông giấy này nó có tận 5 màu lận các bạn. Nào là màu tím nè, màu vàng nè, màu xanh nè. Các bạn thấy nó đẹp không? Và đây là cây bông giấy màu đỏ mà mình rất là yêu thích nó. Tại vì nó có màu đỏ rất là đẹp luôn các bạn ạ. Và đây là cây bông giấy bên Mỹ mà mẹ mình mua được 5 năm rồi nha các bạn. Nó rất là đẹp luôn. Đây, màu của nó rất là đẹp. Đây. Đó. Yeah. Và đây là cây bông giấy có một màu rất là giống cây bên kia, nhưng mà cây này là có lá cẩm thạch nha các bạn. Đây. Nó rất là giống cái cây bên kia, nhưng mà nó chỉ khác ở mỗi cái lá mà thôi. Đây. Màu rất là đẹp. Và đây là cây bông bụt. Nó có màu cam rất là tuyệt vời luôn các bạn à. Đây, nó đã ra được rất là nhiều búp rồi. Nhưng mà có mấy cái lá này nó đã bị sâu ăn. Nó rất là tội nó luôn. Đây. Đây, ở đây còn có thêm một cái bông nữa nè các bạn. Và đây là cây bông cây ngọc anh nha các bạn. Cái màu của nó rất là tuyệt vời. Đây, những cái lá này cũng bị sâu ăn như mấy cái cây kia. Nhưng mà con này là được một cái nó rất là đẹp. Ở đây thì có một cái búp đang chuẩn bị nở nè các bạn. Trên đây cũng vậy luôn. Đây. Cây này là mình rất quý nó, tại vì nó có một cái bông hoa rất là đẹp và rất là tuyệt vời. Và đây là cây bạc hà mà mẹ mình hay dùng để nấu canh chua nha các bạn. Mỗi lần mà nấu nó lên ăn rất là tuyệt vời và ngon luôn. Đây, có những cái lá nó cũng bị sâu ăn rồi. Lá này có một đặc điểm đó là chống nước. Đổ nước lên nó làm nó không bị ướt, chỉ cần đổ đi một cái là nước nó sẽ tan ra. Và đây là lá chua nha các bạn. Khi mà bỏ vào canh chua thì ăn nó cũng rất là chua luôn. Đây. Đó. Đây. Đi. Rồi. Và đây là cây nha đam để dùng để nấu chè nha các bạn. Đây. Các bạn thấy nó đẹp không? Ờ, nhìn nó bên ngoài nó xấu vậy thôi, nhưng mà bên trong nó rất là đẹp. Cái này còn có thể đắp mặt được, nhưng mà chỉ có những người làm nha đam thì mới có làm được thôi. Mình làm là cháy da. Và đây là ớt dê nha các bạn. Nó rất là thơm, mặc dù cũng rất là cay. Đây, các bạn thấy đẹp không? Để mình nhổ một trái ra cho các bạn coi nha. Đây, đây là một quả ớt dê nha các bạn. Nó cũng rất là cay, nhưng mà đặc điểm của nó là thơm. Và đây là cây bông hồng nha các bạn. Nó rất là thơm. Đây. Đây là cây bông hồng mẹ mình đã trồng được hơn 2 năm rồi nha các bạn. Đây, mặc dù các bạn không thể khử được đâu, nhưng mà các bạn có thể nhìn ra ống kính này và các bạn nhìn thấy nó rất là thơm. Đây. Nhìn nó có hơi rụng một tí. Và đây là cây bông hồng hương mẹ mình rất quý nó nha các bạn. Tại vì nó có màu khác với những cái bông hồng khác nha. Tại vì đây, nó có mùi nó cũng rất là thơm luôn. Đây, bạn thấy đẹp không? Đây, đó. Đây nữa nè. Và đây là cây bông sứ nha các bạn. Các bạn có thấy nó có một cái điều gì rất là khác biệt hay không? Đây, chính là ở trong thì màu đỏ. Đây, còn ngoài viền thì nó màu đen và màu trắng này các bạn. Các bạn thấy không? Đây, và có những cái bút bông cũng rất là nhiều trong đây nó chuẩn bị nở này. Đây là và đây là cây bông nguyệt quế nha các bạn. Các bạn thấy nó đang nở hay không? Mỗi khi mà ra vườn á, mà gặp cây này hả, là mình đều rất thấy rất là thơm luôn các bạn. Ở đây thì mình có mấy con có mấy ông đục tre nữa các bạn, sợ quá. Đây các bạn thấy đẹp không? Đây mà nói. Và đây là cây bông hồng lửa nha các bạn. Các bạn nhìn thấy nó giống lửa hay không? Từ từ để mình ngắt mấy cái lá này cho nó đẹp nha các bạn. Đây các bạn nhìn thấy á, nó có màu rất khác biệt với các bông hồng còn lại nha các bạn. Đây, có một bông này rất đẹp luôn. Các bạn thấy đẹp không? Đây, đó. Ở đây thì có mấy cái lá. Và đây là cái bông lan nha các bạn. Và mình trồng nó được 2 năm rồi. Đây, các bạn thấy nó có đẹp không? Đây, nó rất là tuyệt vời. Để mình lấy ra một cành cho các bạn coi nha. Đây, camera man chụp cho đây, camera man.
các bạn thấy nó đẹp không? Đây, rất là đẹp nha. Ở đây thì có những cái bông đang nở nè. Đây, đây nó chuẩn bị nở nha các bạn. Thì ba mình có bỏ cho nó một ít cái hạt một tí tím á. Đây, đây là một dàn chuẩn bị nở nha các bạn. Các bạn thấy nó đẹp không? Và đây là cái bông sứ của mẹ mình, bà ngoại cho mẹ mình nha các bạn. Đây, trồng được 3 năm rồi. Các bạn thấy nó đẹp không? Đây là và đây là cái con chuẩn bị nở. Có những dạng ong đó, nó hay vô đây nó hút mực nha các bạn. Đây. Đẹp ha. Thôi clip của mình cũng dài, xin tạm biệt các bạn nha. Bye bye.